Sao thế? Không uống nữa. Tôi uống hớp nữa thôi, mẹ uống nhá. Uống một hớp nữa thôi, mẹ uống. Thế tôi giả con rùa đấy. Sao không giả rùa? Thế không uống thì thôi, giả rùa với mẹ chứ. Rùa của mẹ mà. Thế uống đi rồi mẹ cho dê rùa nhá. Thế mẹ uống nhá. Thế mẹ uống nhá. Mẹ uống nhá. Mẹ uống mà. Thế ai uống? Bây giờ ai uống? Thế giờ sữa này cho ai uống? Mẹ. Mẹ uống nhá. Mẹ. Thế ai uống bây giờ? Mẹ. Thế cất sữa đi nhá. Mẹ. Mẹ cất sữa đi nhá. Cất ở đâu? Cất vào đâu? Cất vào đâu? Cất vào đâu? Cất trên bàn á? Thế mẹ uống được không? Mẹ uống được không? Mẹ uống được không? Cho bố uống nhá. Thế cho bố uống sữa nhá. Thế ai sẽ uống? Thế cho mẹ uống nhá. Mẹ uống được không? Mẹ uống được không? Ai uống con? Ừ, thế con uống đi. Ừ, thế cho bố uống nhá. Cho bố uống sữa này nhá. Ê, cho bố uống nhá. Cho bố Tuần uống nhá. Thế con cho mẹ uống không? Ừ. Con cho mẹ uống không? Ừ. Thế Ỉn uống không? Ừ. Không. Thế bố uống nhá. Mẹ uống nhá. Ừ. Chỉ bố uống thôi à? Chỉ mình bố uống thôi à? Cho bố kia à? Mới. Mới. Mới uống đi à? Bố nhá. Nhà của bố đấy. Không, bố, chỉ cho bố thôi. Bố no lắm rồi. Bây giờ nó không cho mẹ uống. Nó không uống thì chỉ cho bố thôi. Không, bố không uống đâu. Mẹ uống được không? Không. Không được, chỉ có bố uống thôi. Không, bố không uống, bố no lắm. Bố uống đi. Bố uống đi các bạn, bố uống đi. Bố ơi, bố đây, nhưng mà bố không uống đâu, các no bạn, lắm. Bố ơi, bố uống đi. Các bạn đi. Vâng. Bố uống đi. Bố không, đi. Bố không uống đâu. Mẹ uống đi, cho mẹ uống, cho mẹ uống. Cho mẹ uống, con có bảo mẹ uống đi. Mẹ uống đi. Mẹ uống đi. Con bảo đi, con bảo mẹ uống đi. Ai uống? Mẹ uống. Cho mẹ con rùa nhé. Cái gì? Nhất quyết không uống à? Nhất quyết không uống à? Nhất quyết không uống à? Cất đi, thế thôi mẹ uống đi. Cất đi. Nhất quyết là không uống.